một cô công chúa được ba mẹ cưng chiều, được lo cho tất cả mọi thứ, bây giờ đùng một cái tất cả mọi người xa mình hết mà không có gì trong tay, không có gì hết, ăn nhờ ở đậu. Một cái khủng khiếp hơn nữa là mình không biết tương lai mình như thế nào. Tin nhắn ba em hay nhắn em là ba xin lỗi con, ba không lo cho con được đầy đủ, tại vì hoàn cảnh gia đình mình bây giờ như vậy, con cố gắng nha. Thì những cái tin nhắn đó nó làm em đau á. Dạ, thì em không chạy xe được nữa, em lại tấp xe vô công viên 23/9, rồi có lần em tấp vô công viên Tao Đàn, em đứng em khóc quá trời khóc. Tại sao mà con gan quá vậy? Lỡ như con không suy nghĩ tới cái chuyện lỡ như con có chuyện gì đó xảy ra thì ba mẹ sống như thế nào? Tại sao phải bán mạng mình như vậy? Chứ lúc đó là cái quyết tâm của em với lại cái sự em muốn mọi người công nhận em nó lớn lắm. Em không có nghĩ gì tới cái mạng sống em đâu, em không quan tâm gì luôn á. Ba em cũng lên đây ở với em, xong rồi ba em mới mở cho em một cái tiệm điện thoại di động, bán điện thoại. Lúc đó là thuộc nhà em thuộc dạng có điều kiện á. Dạ, cuộc đời em nửa khúc đầu nó may mắn lắm. Nó như là trải hoa hồng vậy đó. Thì được cưng, được thương rất là ấy. Xong rồi ba em lên đây mở em tiệm điện thoại, thì lúc đó em mới qua bên cái tiệm chụp hình của chú Thanh Tiền, của Thanh Kim Huệ á, ở trên đường 3/2 á. Dạ đúng rồi, em đến đó em chụp hình. Thì em đang chụp hình thì ở đó có hai cô mới nói bé này ăn ảnh quá nè, xong đi làm diễn viên đi. Cái trong đầu em lúc đó, ủa đi làm diễn viên là sao? Ủa muốn đi làm là làm được hả ta? Cái em nói ủa học diễn viên là học ở đâu cô? Cái xong cô đó mới chỉ một cái lớp gọi là lớp Black Star Film á. Là lúc đó em học thầy Đào Bá Sơn, thầy Minh Nhí, cô Mai Thanh Dung, thầy Công Ninh, cô Hạnh Năm. Thì em học những người đó đó, thì em qua em đăng ký xong rồi thầy Công Ninh mới cho em diễn thử một cái gì đó, rồi thầy mới coi là em có khả năng không thì thầy mới nhận vô. Thì lúc đó em được nhận vô lớp. Em đang học nửa chừng thì gia đình em xảy ra chuyện. Dạ. Theo xong rồi ba em về quê, mẹ em về quê, tất cả mọi người về quê, tiệm điện thoại cũng không còn. Thì mẹ em gọi kêu em đi về quê thì em không chịu. Em ở lại thì lúc đó em không có nhà ở. Anh có nghĩ ở trên đất thành phố Hồ Chí Minh này mà không nhà ở, không xe, không tiền, không gì hết. Lúc đó em xài cái điện thoại cùi bắp á, trắng đen á, chỉ có đúng cái điện thoại đó thôi. Xong rồi em có được mấy bộ đồ kèm theo một cái thẻ ngân hàng, không có tiền. Em lúc đó em cũng không biết là mình phải sống như thế nào nữa. Xong thì em rất là may mắn khi mà có những người bạn học cùng trong cái lớp diễn viên đó đó. Tại vì vô học trong cái lớp đó đa phần ai cũng có điều kiện hết. Mọi người ở trong đó rất là thương em. Mọi người cho em ở nhà, ở nhờ. Người cho em ở nhờ vài ngày. Cái khóc một mình thì rất là nhiều lắm. Cái kiểu tủi thân đó, đúng không? Từ một cô công chúa được ba mẹ cưng chiều, được lo cho tất cả mọi thứ, bây giờ đùng một cái tất cả mọi người xa mình hết, chỉ còn một mình giữa một cái thành phố đô hội như thế này thôi. Mà không có gì trong tay, không có gì hết, ăn nhờ ở đậu. Cái đó nó còn khủng, một cái khủng khiếp hơn nữa là mình không biết tương lai mình như thế nào. Mình kiếm đâu ra tiền để mình có thể thuê được một cái căn phòng trọ nhỏ thôi để mình ở. Mình kiếm đâu ra tiền để mình ăn mỗi mì thôi, cũng không biết luôn. Thì được một tháng trôi qua thì cũng là một cái chị học chung lớp ở trong đó luôn. Nhưng mà chị đó lớn rồi, chị đó có hai đứa con. Thì chị mới kêu em là thôi về nhà chị ở. Em mới gọi hỏi ba mẹ em. Em nói là thôi con về nhà của chị đó ở, tại con thấy chị đó cũng rất là tốt, rất là dễ thương. Thì ba mẹ em đồng ý, nhưng mà ba mẹ em nói là nói chị là cứ lấy tiền nhà, xong rồi ba mẹ ráng, ba mẹ kiếm tiền, ba mẹ gửi lên cho trả, chứ đừng có ở nhờ nhà người ta vậy kỳ lắm. Thì em năn nỉ chị lấy tiền nhà, thì chị mới nói được rồi, chị sẽ lấy 1 triệu một tháng là bao ăn ở điện nước, bao hết tất cả mọi thứ. Nhà chị thì rất là nhỏ, có một cái tầng trệt ở dưới với một cái gác ở trên, mà tới 10 người. Anh cứ nghĩ tối ngủ nằm như là cá mồi sắp lớp vậy á, nằm sát nhau vậy nè. Xong rồi em ở đó thì em không có tiền trả. 1 triệu một tháng em nợ từ tháng này qua tháng kia tháng nọ. Ba mẹ em cũng không có kiếm được tiền để gửi cho em á. Thì tại vì em còn phải tiền ăn nữa, em đi học. Lúc đó là em chuẩn bị thi vô trường sân khấu điện ảnh. Đúng là cái duyên và thúc đẩy em luôn á. Cái ngày mà em thi vô trường sân khấu điện ảnh á là em không đi thi luôn. Sáng đó là chị đó la em tại em ngủ á, mà em kêu em đi thi tại em không có thiết tha. Lúc đó em buồn lắm, em không thiết tha gì hết. Chị la một cái mà cả nhà 10 người tỉnh dậy hết luôn, ai cũng bật ngồi dậy mà ngồi nhìn là không biết chuyện gì xảy ra á. Chị la đó, đi thi á chứ phải đi chơi đâu, mà ngủ hoài, mà từ trước tới giờ chưa bao giờ chị lớn tiếng hay là khó chịu luôn anh. Xong rồi lật đật ở thay đồ, em chạy lên trường. Em là người cuối cùng vô cái phòng để lấy cái phiếu dự thi và
thầy ở trong đó nói là hên á, trễ 5 phút nữa là đóng cửa khỏi thi. Có nghĩa là mọi thứ nó đều là một cái sự thúc đẩy em để em đến với nghề á. Chứ mà không có chị đó là cũng không có bu ca ngày hôm nay. Dạ đúng. Nếu chỉ cần vài phút nữa thôi, nếu không có tiếng la của chị ấy trong cái thời khắc quan trọng đó, dạ, thì có lẽ bu ca sẽ đến trễ và cũng không có ai nhận thi nữa. Dạ đúng rồi. Và con đường nghệ thuật bu ca cũng có thể nó tạm dừng ở đó. Dạ, hoặc là nó rẽ ra một con đường khác. Rẽ con đường khác. Rồi sau đó khi đi thi rồi thì em vào trường sân khấu học hả? Dạ, em thi đậu rồi em vào trường sân khấu học. Thì lúc đó em vẫn không có tiền. Em vẫn thiếu tiền nhà chỉ từ tháng này qua tháng nọ. Trong khoảng thời gian ở thì em mới thấy là người ta đã nuôi mình, người ta đã lo cho mình, vậy coi mình như con rồi. Thì em cảm thấy em có trách nhiệm với cái nhà đó. Em sẽ làm việc nhà để mà bù lại những cái gì mà người ta đã bỏ ra cho mình. Em không có ngại gì hết, em giặt đồ, quét nhà, lau nhà các kiểu. Xong rồi em thì từ nhỏ tới lớn là cũng là con cưng ở trong nhà. Mẹ không có dạy nấu ăn, không dạy gì hết. Thì em mới năn nỉ chỉ là dạy cho em nấu ăn đi, có gì em làm cơm phụ cho, em nấu cơm cho gia đình. Chỉ dạy cho em thì nhờ chỉ em cũng mới biết nấu ăn tới bây giờ. Thì em nấu ăn này kia nọ, em nấu cho gia đình. Xong rồi em đưa rước hai đứa con chỉ đi học. Cái kiểu giống như là mình cảm thấy ngại cho nên bắt buộc mình phải làm cái gì đó để trả lại cho người ta, tại người ta đã nuôi mình như vậy rồi. Đến mức mà khi mà chỉ giảm xuống tiền nhà còn 500 một tháng, bao ăn ở, điện nước, bao hết tất cả mọi thứ, thì em ngại, em không dám ăn cơm ở nhà luôn. Mỗi lần tới giờ cơm là em sẽ kiếm chuyện em đi ra ngoài. Em nói là em qua nhà bạn, em bận cái gì đó hay là làm gì đó, thì em đi ra ngoài em mua ổ bánh mì 6.000, 8.000 em ăn, hoặc là em ăn một cái phần, một cái tô hủ tiếu gì đó 10.000 là em ăn xong rồi em đi về. Xong dạ, xong thì cũng trời thương em là cho em, lúc em học trong trường sân khấu thì lúc đó em học tới hết năm nhất rồi. Thì em học trong trường sân khấu thì em không có tốn tiền, ba em chỉ đóng cho em cái học kỳ đầu thôi, còn tất cả các học kỳ sau là em nhận học bổng của trường, xong em đóng ngược lại. Là lúc đó học bổng là 1.000.000 á, thì em đóng ngược lại em còn dư khoảng mấy trăm ngàn để xài. Tới hết năm nhất thì em được về sân khấu Thế Giới Trẻ diễn, cái đó giống như là một cái ánh sáng mà dẫn lối cho em luôn. Lúc em nhớ là xuất diễn đầu tiên của em là được 150.000, em cầm 150.000 trong tay mà em cảm thấy là nếu như một tuần mình diễn 2 suất là mình được 300.000, mà tuần nào mình cũng diễn hết thì tuần nào mình cũng được 300.000 hết là mình đã có tiền rồi. Trời, lúc đó em vui lắm, rất là vui luôn á. Mặc dù em diễn về quần chúng trên sân khấu thôi nhưng mà em rất là vui, kiểu giống như mình đã có công việc để làm để kiếm được thu nhập rồi. Đồng tiền đầu tiên bước lên sân khấu đó đúng không? Dạ đúng rồi. Là có vai thoại rồi đó. Dạ, từ đó các em có những cái vai trong sân khấu nữa, những cái vai ma thôi. Đứng làm cái bóng cho người ta gọi cái đèn cái đúng xong vậy đó mà em cảm thấy hạnh diện vô cùng những cái lúc đó. Dạ, lương em cao hơn anh rồi đó. Hồi xưa anh 200 hoài luôn, anh diễn sân khấu là cứ 200 ngàn suốt luôn vậy đó, mà mừng lắm. Mỗi đêm có 200 cái bắt đầu là mình xài được một tuần. Dạ. Tức là mình đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước rồi ăn uống này kia nữa. Và cái từ thế đó cái lương bu ca càng ngày càng lên. Dạ. Okay. Nhiều vai diễn hơn nữa, cái bộ sưu tập diễn sân khấu của em chắc là nhiều lắm rồi. Dạ nhiều lắm, từ vai nhỏ tới vai lớn với vai dừa dừa này kia thì rất là nhiều. Anh muốn bu ca diễn một chút lại cái vai diễn mà đầu tiên, một vài nét nào đó. Cái vai đó là một cái vai bé mồ côi ở trong một cái trại mồ côi. Em cũng phải sẽ diễn vai đứa bé, tại vì vai diễn của em cũng là đứa bé. Anh làm má đi. Rồi, anh làm má cho dễ. Em kêu là trung thu mà tại sao khóc, phải vui lên. Trung thu mà sao khóc, vui lên. Vui lên cho má coi thế nào. Dạ, vui lên. Vui lên. Tết. Hả? Tết trung thu rước đèn, rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui xưa với đèn trong tay, em múa kẻ thế anh chẳng rộng. Tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Thôi lau nước mắt đi. Đúng rồi anh. Đấy, chỉ cần một giây thôi thì bu ca có thể thay đổi từ trạng thái cảm xúc này qua trạng thái cảm xúc đó. Đó là tài năng đó. Một người nghệ sĩ để có nhiều cảm xúc như thế, họ phải bắt đầu từ bên trong của mình. Dạ. Bằng những cái tâm trạng mà đẩy lên cao trào về tâm lý và dòng nước mắt đã chảy ra trong vòng chưa đến 30 giây.
Nó đã tôi luyện nên thành một gu ca cứng cỏi thế này. Tính ra là cái số em không sướng, cái số em khổ hơn người ta. Thà người ta khổ trước sướng sau người ta sẽ dễ sống hơn, là em sướng trước xong em khổ sau. Rồi trước sướng sau thì mới giàu vậy đó. Dạ đúng rồi. Thì những cái lúc đó khổ lắm anh. Mỗi lần em đi học về á, em còn nhớ em tấp rất là nhiều công viên để khóc luôn á. Tấp vô công viên á, là em thấy tin nhắn của ba em, thì em mở lên coi, thì tin nhắn ba em hay nhắn em là: ba xin lỗi con, ba không lo cho con được đầy đủ, tại vì hoàn cảnh gia đình mình bây giờ như vậy, con cố gắng nha. Thì những cái tin nhắn đó nó làm em đau á. Dạ, thì em không chạy xe được nữa, em lại tấp xe vô công viên 23/9. Rồi có lần em tấp vô công viên Tao Đàn, có khi em tấp chỗ gần nhà thờ Đức Bà, em đứng em khóc quá trời khóc, khóc cho đã xong rồi em chạy về nhà. Nhưng mà được cái là ở nhà thì em rất là vui vẻ, em rất là vui với mọi người, em cũng không có bao giờ kể khổ hay là than khổ gì với ai hết. Mình giấu nước mắt vào trong, giấu nỗi buồn vào trong đó. Dạ. Rồi đùng một cái Uka lại qua diễn hài, rồi tham gia rất nhiều cái chương trình game show. Dạ. Và từ đó tạo nên một tiếng cười rất là đặc biệt trong những chương trình đó. Dạ. Bắt nguồn từ đâu? Nó cũng như là một cái duyên vậy đó. Khi mà em diễn được một hai vai diễn hài trong sân khấu Thế Giới Trẻ thì anh chị em trong nghề đi xem thì họ thấy họ thích. Rồi những khán giả mà hay xem sân khấu kịch đó thì họ cũng thích. Cái bắt đầu người ta đồn thì lúc đó là có một cái chương trình không phải thi về hài mà thi về thử thách người nghệ sĩ á, là mình sẽ không làm cái nghề của mình, mình làm một cái nghề khác. Thì lúc đó bên chương trình mời em, thì em nhận lời em tham gia mặc dù em còn chưa biết em làm cái gì. Em mới tham gia trong cái phần đăng ký á, nó có là ảo thuật nè, múa nè, nhảy nè, hát nè, cải lương nè, rồi xiếc nè. Thì em thấy chỉ có môn xiếc là ấn tượng với em nhất. Và cái môn xiếc là cái môn mà mình có thể làm cho người khác wow, tại sao làm được. Như vậy cho nên là em đăng ký liền môn xiếc mặc dù em chưa biết chưa biết gì hết. Dạ, chưa biết em làm gì hết. Trời đất. Cái lúc đó trong đầu em chỉ có một cái suy nghĩ là tôi phải làm được, mọi người phải công nhận tôi có khả năng. Tôi chỉ cần mọi người công nhận tôi có khả năng thôi, làm cái gì cũng được nhưng mà tôi phải có khả năng với nghệ thuật. Thì cái khoảng thời gian em quay cái chương trình đó thì nó cũng gặp khó khăn với em, là lúc đó may mắn cũng nhờ diễn sân khấu như vậy thì em mới được mời một cái vai khá là lớn ở trong phim Cô Thắm Về Làng, một bộ phim Tết. Lúc đó em nhận liều, em nhận đại luôn, tại vì em cũng thích đi đóng phim. Khoảng thời gian mà vừa tham gia show đó rồi vừa đi đóng phim, một ngày em ngủ được chắc khoảng 1 tiếng 2 tiếng, đến mức mà em có một cái vòng thi đó là em thi trực ba tin biểu diễn ba tin á anh, là quay kẹp cổ quay các kiểu á, rất là nguy hiểm. Mà tìm hết ở đất thành phố Hồ Chí Minh này là không có một người nào còn hoạt động cái môn đó hết, trong cái rạp xiếc cũng không còn luôn. Thì mới được một cái anh kia giới thiệu là cái anh đó ngày xưa anh làm mà giải nghệ rồi, bây giờ anh không còn trực qua tin nữa mà anh về anh quay dịch quay heo quay đổ dưới Long An á. Thì em mới tìm cách liên hệ với ảnh, thì liên hệ với ảnh được và năn nỉ ảnh là bây giờ chú ơi, chú lên chú dạy con để thi cùng con đi, tại vì người ta sẽ cho mình 2 tuần để tập luyện và thi, thì chú chỉ cần tốn với con 2 tuần thôi. Thì năn nỉ chú thì chú ok, là mỗi sáng chú sẽ quay dịch ở dưới, trưa chú chạy lên chú quay em trên này. Còn em á thì sáng em sẽ đi xuống Bình Dương Củ Chi em quay phim, xong chiều em sẽ về em quay với chú. Đến mức mà em đi mỗi buổi sáng em không ngủ đủ á, em rất là buồn ngủ, em chạy từ xe từ đây về xuống tới Bình Dương á là em tấp vô trong lề em ngủ mấy lần, em gục xuống xe em ngủ 5 phút rang, em bật ngồi dậy em chạy tiếp, xong em chịu không nổi em lại tấp vô, em ngủ mấy lần vậy mới tới Bình Dương. Thì xong rồi cái trưa em lại chạy về, đến mức em nhớ lúc đó là đoàn phim có mấy em quay phim là khó chịu với em luôn, giống như con bé này là ai vậy, nó đâu có nổi tiếng đâu mà tại sao ngày nào cũng phải quay gấp cho nó, bỏ giờ cơm trưa, bị lố giờ cơm trưa của mọi người tại mọi người đói, mọi người cần phải ăn á, mà bên đoàn cứ sắp xếp là cứ cho em quay cho xong đi rồi 1 giờ mọi người mới được ăn cơm khi mà em chạy về á. Thì nó nói tại sao mình cứ phải ngày nào cũng gấp hết vậy. Thì lúc đó em rất là ai nái luôn á, em rất là ngại mà cũng không biết giải thích như thế nào hết trơn á, mà mình cảm thấy rất là có lỗi với mọi người cả đoàn. Thì xong cái khoảng đó thì em cảm thấy là những cái gì mà em cố gắng và những cái gì mà em bỏ ra em được đền đáp hết, chỉ cần mình có tâm, mình quyết tâm mình làm. Cái xiếc đó là sao? Dạ thì thành công cái cuộc thi đó em được á quân, rồi cái bộ phim Cô Thắm Về Làng đó thì em lúc đó em được giải thưởng Ngôi Sao Xanh là nữ diễn viên truyền hình triển vọng. Cái lúc mà người ta gọi, người ta thông báo em được vô đề cử của Ngôi Sao Xanh về nữ diễn viên á, em không có tin. Em lúc đó người em cứ dạ mà xong rồi cúp máy xong mừng thần luôn anh, là tại sao mình được đề cử diễn viên hả ta. Xong đến cái ngày mà em còn nhớ cái buổi chiều hôm đó, người ta gửi cái giấy về
chỗ phòng vé sân khấu Thế Giới Trẻ đó, là buổi chiều hôm đó em chạy lên để em lấy. Em nhớ mưa lất phất, mưa bay lất phất lất phất, thì bạn em chở em lên, xong em cầm tờ giấy, em xé cái bao thư em rút ra, em thấy để kính gửi diễn viên Buka. Em khóc quá trời, dưới cơn mưa phùn mà em khóc. Em ngồi trên xe máy em khóc quá trời, em khóc luôn. Em khóc là cái niềm hạnh phúc của em, tôi đã được công nhận làm diễn viên rồi nè, người ta để kính gửi diễn viên Buka nè, là tôi đó, là tôi được làm diễn viên á. Em khóc quá trời luôn. Tôi nghe đó. Anh thấy đây là một cô gái rất là bản lĩnh. Dạ, chúc mừng em đã anh. Gọi là vượt khó đó. Dạ. Gọi là vượt lên chính mình đó. Bây giờ ta xem thử một đoạn xiết của em thế nào nha. Tuyệt vời. Sao lúc đó cảm giác em sao? Lúc đó là em chỉ biết là mình phải làm được, mình chứng minh được cái khả năng của mình để mọi người công nhận thôi. Em chỉ cần mọi người công nhận em thôi. Có sợ không? Lúc đó sợ không? Dạ, sợ, nhưng mà khi mà lên biểu diễn hay này kia nọ thì em không sợ hết. Em biết là nguy hiểm á, em biết là mất mạng như chơi luôn á. Nhưng mà lúc đó cái nỗi sợ em nó không bằng cái sự quyết tâm của em. Anh thấy đeo những cái quấn những sợi dây lụa đó, đó là mạng sống trong lòng bàn tay mình luôn á. Thầy dạy xiếc em nói là bây giờ mạng sống ở trong tay, bất cứ giá nào cũng không được buông đôi tay này ra, dù cho có như thế nào đi nữa cũng không được buông. Tại vì họ rất là sợ, em là nguồn nghiệp dư mà. Cho đến khi mà em vô được chung kết thì em mới nói với gia đình em, thì ba em, mẹ em với cháu em mới đi xe lên đây để mà xem em diễn đêm chung kết. Tham gia xong, thi xong hết rồi thì đêm đó mẹ em khóc rất là nhiều. Ba em thì đàn ông thì không khóc rồi, nhưng mà ba em cũng buồn. Mẹ em mới nói là tại sao mà em lại làm như vậy, tại sao mà con gan quá vậy, lỡ như con không suy nghĩ tới cái chuyện lỡ như con có chuyện gì đó xảy ra thì ba mẹ sống như thế nào, tại sao phải bán mạng mình như vậy. Thì khi mà nghe mẹ em nói câu đó thì lúc đó em mới sực nhớ lại, mới lo cho cái mạng sống của mình, mới lo cho suy nghĩ của ba mẹ mình là những người rất là thương mình, lỡ mình có chuyện gì thì họ sẽ như thế nào. Chứ lúc đó là cái quyết tâm của em với lại cái sự em muốn mọi người công nhận em nó lớn lắm. Em không có nghĩ gì tới cái mạng sống em đâu, em không quan tâm gì luôn á. Đến khi mà mẹ em nói như vậy rồi á thì em mới cảm thấy em chạnh lòng lắm. Nói đúng hơn là Buka phải cảm ơn cuộc đời này. Cuộc đời này đó cũng cho em nhiều cái giọt nước mắt quá, nhiều cái sự biến cố quá. Và đặc biệt cái biến cố lớn nhất trong gia đình đó mà em trở thành mạnh mẽ hơn. Dạ đúng rồi. Chỉ có sự nỗ lực dạ, mà sẽ rồi. Chiến thắng tất cả mọi thứ. Nỗ lực, quyết tâm với đam mê của mình.